you say your friend. Mình mới lên thành phố, định thi vô trường múa. Mày biết múa hả? Con có nhiều tài năng. Con phải tự tin vào chính bản thân mình. Lần đầu tiên gặp nó ngoài đường á, nó còn lơ ngơ lắm. Cho nên xem nó như là em gái vậy. Em thấy lo quá. Khu vực này sẽ bị giải tỏa và một khách sạn lớn sẽ được xây dựng ở đây. Mày muốn đấu hả? Được thôi. Sắp tới có một cuộc thi lớn diễn ra. Nếu mà thắng cuộc thi này, tụi con sẽ được ra nước ngoài và thi tiếp. Con nghĩ đó là cơ hội của tụi con.